Mạch ngừng thi công tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1995. 1. Yêu cầu chung: mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và moment uốn tương đối nhỏ, đồng thời phải vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu. 2. Mạch ngừng thi công nằm ngang. Mạch ngừng thi công nằm ngang nên đặt ở vị trí bằng chiều cao cốt pha. Trước khi đổ bê tông mới, bề mặt bê tông cũ cần được xử lý làm nhám, làm ẩm, và trong khi đổ phải đầm lèn sao cho lớp bê tông mới bám chặt vào lớp bê tông cũ, đảm bảo tính liệt khối của kết cấu. 3. Mạch ngừng thẳng đứng. Mạch ngừng thi công theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nghiêng nên cấu tạo bằng lưới thép với mắt lưới 5mm đến 10mm và có khuôn chắn. Trước khi đổ lớp bê tông mới cần tưới nước làm ẩm bề mặt bê tông cũ, làm nhám bề mặt, rửa sạch, và trong khi đổ phải đầm kỹ để đảm bảo tính liền khối của kết cấu. 4. Mạch ngừng thi công ở cột. Mạch ngừng ở cột nên đặt ở các vị trí sau. Thứ nhất, ở mặt bên của móng. Thứ hai, ở mặt dưới của dầm xà hay dưới công sơn đỡ dầm cần trục. Thứ ba, ở mặt trên của dầm cầu trục. 5. Dầm có kích thước lớn và liền khối với bản thì mạch ngừng thi công bố trí cách mặt dưới của bản từ 2 đến 3 cm. 6. Khi đổ bê tông sàn phẳng thì mạch ngừng thi công có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào nhưng phải song song với cạnh ngắn nhất của sàn. 7. Khi đổ bê tông, các tấm sàn có sườn theo hướng song song với dầm phụ thì mạch ngừng thi công bố trí trong khoảng 1/3 đoạn giữa của nhịp dầm. Khi đổ bê tông theo hướng song song với dầm chính thì mạch ngừng thi công bố trí phải ở trong hai khoảng giữa của nhịp dầm và sàn, mỗi khoảng 1/4 nhịp. 8. Khi đổ bê tông, kết cấu khối lớn, vòm bể chứa, công trình thủy lợi, cầu và các bộ phận phức tạp của công trình, mạch ngừng thi công phải thực hiện theo quy định của thiết kế. Mọi người cần tư vấn thêm liên hệ em Tự 0964 529 689.